Chào chị Cao nhá, chào bác Cầm, chào mọi người. Nghe không, Dương Em nghe rõ anh. Huy? À, chào Bùi nhá. Dạ sợ Bùi. Đây sợ Bùi định lên nói gì? Anh đang bận, đang dọn nhà này. Mới thuê xe chở nhà lên đang dọn. Nên cũng hơi bận rộn đó, nhưng mà hồi nãy đang nghe thơ Quang nói đã qua cái vụ 33 người hôm qua nói rồi, nhưng hôm nay anh có một cái thông tin, biết mọi người đã xem chưa? Thông tin 33 người bị trục xuất về Việt Nam, đã ai thấy cái hình ảnh đó chưa? Chưa chưa Cái hình ảnh nó rất là nhục nhã cho người những người Việt, những người bị trục xuất về. Thấy cái hình ảnh nó chưa? Cái hình ảnh lúc lên máy bay chưa? chưa Đó là 33 người lúc lên máy bay không được đi bình thường đó nha. Nó còn hơn thời Pháp thuộc, tù nhân thời Pháp thuộc nghe. Có nghĩa là dưới chân hầm mỗi người là có đeo hai sợi xích, xích hai cái chân lại đủ rộng để anh bước đi lên thôi đó. Cái nạn nó khập khiễng bước lên cầu thang máy bay, đi lên để mà đi trục xuất chắc không phải được đi tự do đâu nha. À, thế nói như dây sờ giờ xây dây sờ Bùi rồi dây sờ Nguyễn rồi là quốc chứ đó, quốc nguyên quốc nhiên đó đó, đi tụi mày đi đấu tranh cho cái người đó, đi đấu tranh cho họ, đi đấu tranh cho cái nhân quyền, cái nhân đạo, cái tự do của người người Việt ở bên Mỹ này đi. Mà chúng mày xem cái hình ảnh mà những người 33 người bị trục xuất lên máy bay mà cũng không được tự do thoải mái, mà đi phải hai cái chân bị xích bằng sợi xích độ vừa đủ rộng để bước đi thôi, lên cầu thang máy bay đó. Tôi thấy tụi bay thấy Mỹ không? Mỹ nó đối xử với người Việt như thế nào không? Có nhục nhã không mà nó tụi bay không đi đấu tranh? Cái đội mà là đấu tranh cái quyền tự do dân chủ thì cái đấy là xích chân xích chiếc lên máy bay, còn xích còn dân chủ không? Đó, tụi bay tìm lại đi, tìm lại hôm qua cái clip quay cái cảnh ngày 15 tháng 3, 33 người khi lên máy bay là đi từng người một mà dưới chân là bị xích bằng sợi xích nhá. Đó là mình anh cung cấp cái thông tin này cho mọi người, thì cố gắng tìm xem trên mạng có đó, có cái clip cảnh Đi mà đi anh vô trang VOA nó cũng có cái clip đó, mà tìm cái trang VOA để cho cái bọn kia nó nói mình, cái bọn kia nó khỏi nói mình là khỉ, nó mình ghét này kia, cái trang VOA nó đưa luôn đó. Tìm nó mấy clip của VOA có, hoặc là mấy cái trang người đài người Việt ở Cali nó cũng có đó. Cho nên là mình cố gắng tìm là mình đưa lên, chứ còn nếu mà mình đưa thì tụi nó lại nói là mình bưng bô rồi mình ghép rồi mình này kia, nó mình dựng, cho nên nó cứ đưa hẳn luôn của mấy cái trang cho tụi nó quá cái mõm tụi nó lại. Còn nói với Quốc Nguyên còn nghe này, đừng có nói bưng bô cộng sản thứ thiệt đấy này, phục vụ cho cộng sản bốn mấy chục năm rồi, phục vụ cho cộng sản Việt Nam, cùng xây dựng đất nước Việt Nam mấy chục năm rồi. Cũng nói bưng bô, bây giờ ở xa ở Mỹ nhưng vẫn góp tiếng nói xây dựng quê hương đất nước, chứ không có siêu tà như lũ tụi bay nhá. Bỏ bo thì có ăn hết, bỏ bo sáng lát ăn hết, thời khổ ăn hết, không có chối. Nhưng là cái thời khổ thì ai cũng phải vậy, nhưng có được độc lập tự do cho đất nước là ok, bây giờ đất nước phát triển là ok, là tự hào. Chứ còn không, chứ không có như tụi bay mồm mỏ thì mõm thì nói là yêu nước, mà ăn rồi cứ thấy cái gì thành quả của đất nước Việt Nam mà làm bắt đầu xuyên tà, còn lấy những cái hình ảnh tiêu cực đưa lên thành cũng xuyên tạc, đưa lên luôn cũng lên nói này nói kia, cũng xuyên tạc chế độ. Tụi bay đừng có mang chữ tội, anh vẫn nói với lại mọi người rồi, đừng gọi bọn chúng là các nhà đấu tranh. Hôm trước anh phân tích tại sao không gọi chúng là các nhà đấu tranh rồi, thì mọi người cho nên đừng có gọi bọn chúng ăn mày chính trị, ăn mày thôi, ăn mày chính trị mang mát đấu tranh thôi, chứ còn chả có cái lực lượng, chẳng có cái lực nào hết. Nhưng mà với lại đất nước Việt Nam đâu có, hiện nay đang độc lập rồi, đâu có được, đâu có bị và
ngoại bang nó xâm lược nó này gì đâu mà đấu tranh, đúng không? Nguyễn Cao Kỳ nói là Việt Nam có mất cho Tây cho Tàu đâu, đấu tranh cái gì? Mất cho Tàu đâu, đâu cũng mang mát đấu tranh hả? Ăn mày hả? Cái nói xưa rồi, hồi xưa không có thông nghệ, không tin, không có mạng mõm rồi thì người ta không có biết, còn lừa phỉnh còn ấy. Cho bây giờ người dân người Việt ngay bên này này, ngay bên Mỹ này này, người ta còn không tin cái đám lừa đảo tụi bay suốt ngày nói cái mõm. Cô Nguyễn rõ ràng A Quy Nguyễn rồi. Thế là này, khi nào báo chí chính thống đảng đưa tin lên mới tin, chứ như V1 đưa tin tự thú của Trịnh Tân Thanh mới tin, tôi kéo tin bọn liếm vua lưu vong như APT An Bình Tâm à. Thằng này là A Quy, nó là A Quy đúng không? À, đúng cái thằng nhục mẹ làm lần ông mà không dám đưa cái mặt mò lên, cũng mượn nick này nick kia trốn như dưới giống như nấp váy đàn bà, không biết nhục A Quy. Hôm trước nói rồi, làm đàn ông ở đâu cũng được hết, cũng đưa cái mặt mình, nó cha mẹ đẻ mình ra cho mình một mặt, mắt gì phải nấp lum, như nói hơi nặng là nấp như chó bị dĩ đánh dưới gầm giường, chui dưới gầm giường ẵn ra vậy. Hiên ngang này vô mặt ra sợ gì? Mày nói mày đang ở đất nước tự do mà vô cái mặt ra mày sợ ai làm gì mày? Núp lùm người này người kia, nước này nước kia, ẵn ra cả. Tao nói không sai, giống như Việt Nam lúc trước nuôi chó bị mà bị tao làm gì bị dí cho đánh chạy vô cái cầm dừa, ẵn ra không. Mày cũng chả khác gì cái kiểu đó, làm thân đàn ông làm thân con người chả khác gì cái con chó chui cầm dừa bị đánh. Hiên ngang mà vô mặt ra. Nói về cái vụ Trịnh Xuân Thanh, thế nếu mà Trịnh Xuân Thanh không tự đầu thú á, không ra đầu thú, không tự về nước thì Việt Nam sao sang các nước thì bắt cóc Trịnh Xuân Thanh được. Và các vị bảo là ôi giời, cộng sản an ninh Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, nó bảo lý do này lý do kia này, biết an ninh của nước Đức chết hết à hả? Não tụi nó giống như não tấn thái, an ninh quốc gia nó có não đâu, nói vậy tụi nó chả có não, anh nghĩ là nó chả có não chứ, nên nó nói như vậy. Tụi nó như vậy là xúc phạm an ninh đất đó tụi à. Tụi bay nói do là Việt Nam bắt cóc thì chúng ta là tụi bay đang xúc phạm thế lực lượng an ninh đất đó, lực lượng an ninh đất ăn tiền người thuế của dân làm bù nhìn à, làm củ khoai à, để cho Việt Nam bắt cóc thì trung tâm à. Tụi bay nói tụi biết suy nghĩ chứ, con người đâu phải cái máy đâu. Thằng này nói thằng kia quay lại cũng mở ra tua nghe phát ra lại đâu, nói sống có cái đầu óc chút chứ, mà cũng phải biết nhục chút chứ. Giữa cái mặt ra Trịnh Xuân Thanh như là 18 năm tù, Đinh La Thăng 11 năm tù, thôi thì các vị cứ yêu Trịnh Xuân Thanh với Đinh La Thăng đi, có sao đâu. Thôi anh lên như vậy, anh đi xuống, anh dọn cái cho nó còn tùm lum đây này. Tranh thủ nghỉ hôm nay để dọn cái. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh. Cảm ơn Dương Vy.